chào quý vị, chào các bạn. Tôi sự thật là người Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ có vẻ chứ không hiểu, nhìn rất là hiếu chiến, chỗ nào có chút xíu đánh nhau chút là tham gia một cách rất là hăng say. Nhưng mà đường cái người Việt Nam thì không có cái điều đó, cũng hơi tinh thần hiếu chiến. Mình có người Việt Nam có hiếu chiến, chính phủ Việt Nam có hiếu chiến, chính phủ Việt Nam mình, nhà nước Việt Nam có hiếu chiến, lãnh đạo Việt Nam có hiếu chiến, họ rất là quý trọng hòa bình. Và cái điều đó nó cũng làm vì cái cách cư xử như vậy đó mà mình đã được quan trọng cái uy tín của Việt Nam trên cái hàng chính trị của thế giới về phương diện ngoại giao, là coi như là bây giờ tới giờ là coi như là hạng nhất nhì thế giới, rất là có uy tín. Tại vì những điều gì nhà nước Việt Nam nói thì cuối cùng nó sẽ là chân lý, nó sẽ là sự thật. Và cái điều đó trong chương trình này tôi chỉ muốn nhấn mạnh cái điều đó, là mình nhìn thấy cách cư xử của nhà lãnh đạo Việt Nam với những lãnh đạo quốc gia mình rất là được trọng thị. Không, ngày hôm qua ông Biden ông đến Do Thái để ông hòa giải cái chuyện chiến tranh đó, làm hạ nhiệt xuống. Ba ông tổng thống ở đó, ba ông lãnh đạo đó, là một ông của lãnh đạo, thủ tướng của Palestine, một quốc vương của Jordani và tổng thống Egypt, tổng thống Mỹ mà họ đến đó là tất cả mọi người đều phải đến gặp ông. Lần này ông tổng thống Joe Biden cũng đến, ba người kia khen quỹ của họ một buổi gặp mặt với tổng thống ông Joe Biden. Tức là mà Việt Nam mình thì không phải như vậy. Việt Nam mình chứa tất cả mọi người. Việt Nam và mình chơi rất quý bạn bè. Cái điều mà tôi thấy mà tôi rất là ngưỡng mộ đó là tôi nhìn thấy ông Phạm Minh Chính, ông đi đến Saudi Arabia, ông làm việc rồi đó. Ông tiếp thái tử của Saudi. Ở trong khối Hồi giáo, Saudi Arabia là một quốc gia to nhất, giàu nhất và mạnh nhất. Saudi và Việt Nam bây giờ cái khối một cái là Việt Nam mình đã có một cái quan hệ rất là mật thiết với coi như là toàn thế giới mật thiết thì cái mức độ mà hiện tại bây giờ trong cái tình thế mà đánh nhau sôi nổi như thế này nè, mà lãnh đạo Việt Nam đi ra ngoài gặp tất cả mọi người xây dựng một tương lai, lãnh đạo Việt Nam đi ra ngoài. Đi kỳ vừa rồi ông thủ tướng của Đức bay đến Do Thái để ủy lạo mấy ông Do Thái bị mấy thằng da kia phóng kích, đeo lên máy bay xua rồi phải chạy xuống mút. Việt Nam mình không phải vậy. Việt Nam mình đi đến đâu cũng được kính trọng của mình. Tôi nghĩ người Việt Nam mình rất có cái tài năng mà của nhà nước Việt Nam về phương diện ngoại giao ấy, thì là tôi kính phục họ là từ rất lâu rồi. Từ cái ngày mà Việt Nam mình đã trong khi mà người Mỹ bao vây cấm vận của mình, tức là người Mỹ bao vây cấm vận là họ bao vây Việt Nam. Nhưng mà và khi họ bao vây như vậy thì không phải là chỉ có họ bao vây, không mà có cả thêm người Trung Quốc họ bao vây Việt Nam nữa sau chiến tranh, mà chỉ trong vòng 20 năm thôi mình phá được cái bao vây đó. Một cái điều mà thật là chỉ có người Việt Nam làm được thôi, chứ còn chẳng ai làm được ở đâu. Mình rất mừng cô, mình rất mừng đến giờ này mình vẫn còn, tôi vẫn còn sống ở đây, mình nhìn thấy cái vị thế của cái Việt Nam mình, của nhà nước Việt Nam mình càng ngày càng vững chắc, đẹp đẽ hùng vĩ. Từ ngày Việt Nam lập quốc thì là Nga, Xô đã ngay bên cạnh Việt Nam, đi cùng đồng hành với Việt Nam từ những ngày Việt Nam còn là những người nô lệ, rồi đi hết Việt Nam trong một cuộc chiến với người Pháp, với người Mỹ, rồi sau chiến tranh
giúp Việt Nam tái thiết lại quốc gia sau chiến tranh cô. Việt Nam mình nợ cho Nga là mấy chục tỷ đô la. Mình nợ họ tại vì mình mua vũ khí của họ, mình mượn vũ khí của họ. Mình nợ. Thì Nga xô không, họ xóa cái nợ đó bằng một cái chữ ký. Tôi nghĩ là ông, tôi nhớ là ông Putin, ông xóa cái nợ đó bằng một cái chữ ký của ông. Còn nói chuyện tiền, mình phải nói chuyện tiền để mình hiểu. Nga không giàu, Nga không có giàu như Mỹ, nhưng mà những cái gì người Nga họ giúp đỡ mình, họ giúp đỡ bằng cái tình cảm thật sự của họ, vô vị lại vì một cái tình cảm, vì một sự ngưỡng mộ giữa Việt Nam của người Nga với Việt Nam. Thì Việt Nam còn ở trong những giây phút khó khăn, và họ đã đi cùng với Việt Nam từ hồi đó tới bây giờ. Và cái niềm, cái tình bạn bè bằng hữu đó là nó không có một cái chút gợn bẩn nào, không có một cái nếp nhăn nào cả, chỉ toàn là những sự giúp đỡ một cách trọn vẹn, sự đùm bọc của anh em bạn bè bằng hữu. Những cái điều đó họ nước Nga họ làm được, nhà nước Nga làm được từ xưa đến bây giờ đó. Tôi nghĩ nhờ bác lúc qua cái đó làm việc, người ta hiểu, nhìn thấy bác, người ta hiểu được con người của bác, người ta kính trọng người của bác, người ta nhìn thấy những con người Việt Nam xã thân ở bên đất nước này, trên miền đất Việt Nam đòi lại độc lập, thống nhất quốc gia. Tôi nghĩ là người Việt Nam họ, người Nga họ cũng rất là yêu mến và kính phục người Việt Nam này. Tôi nghĩ là trong bất cứ một cái tình bạn nào mà người Việt Nam mình có được với những cường quốc của thế giới thì trong đó cũng đều có sự ngưỡng mộ rất là căn bản. Người Mỹ họ chơi Việt Nam thì tới bây giờ coi như là bạn bè, là bằng thân thiết. Nhưng mà, và người Mỹ thì họ không có ngưỡng mộ ai cả, ngoại trừ họ ngưỡng mộ. Nhưng mà tôi biết là người Mỹ họ rất ngưỡng mộ Việt Nam, tại vì đó là một dân tộc đã đánh bại họ, đã khuất phục của họ từ để vật chất đến vấn đề linh hồn của quốc gia. Tôi trong những cái thành quả của Việt Nam, từ lúc mà tôi rời đất nước Việt Nam đi, tôi được sống ở đây, thì với tôi cái thành quả của Việt Nam về ngoại giao là thì luôn luôn là sáng chói nhất. Chuyện Việt Nam có vấn đề với người Trung Quốc là không phải mới đây, mình có vấn đề với Trung Quốc là mấy ngàn năm nay rồi. Thì bây giờ nó chỉ là một cái vấn đề thôi. Thì mình ở bên cạnh họ, mình phải cư xử thế nào. Tôi nghĩ Việt Nam mình, nhà nước Việt Nam mình đủ khả năng. Tôi tin tưởng nhà nước Việt Nam đủ khả năng, đủ dư khả năng để chơi với người Trung Quốc. Với một cái vị thế ngang ngang của bình đẳng, tôi nhìn Việt Nam chơi với người Mỹ, tôi nhìn Việt Nam chơi với người Nga, hiện tại bây giờ tôi nhìn Việt Nam chơi với tất cả những quốc gia khác, tôi nghĩ là Việt Nam mình sẽ đủ khả năng dày dặn và lão luyện đủ để làm bạn ngang hàng với Trung Quốc. Sẽ có những cái bất đồng, sẽ có những cái bất đồng về quyền lợi địa lý, nhưng mà Việt Nam sẽ đủ khả năng để duy trì cái tình bạn và bảo vệ những cái gì của Việt Nam. Tôi nghĩ người Trung Quốc họ hiểu cái điều đó, và tôi nghĩ rằng là họ biết rằng là nếu mà có người nào hiểu được người Trung, nhiều hiểu được người Trung Quốc và có thể hướng dẫn người Trung Quốc được đó, thì đó là người Việt Nam chứ không phải người Mỹ. Những cái xung đột hiện tại bây giờ ở trên Biển Đông thì nó chỉ là xung đột vậy thôi. Mình nhìn nếu mà toàn cảnh ra 100% thì là cái xung đột trên Biển Đông bây giờ nó là khoảng chừng 2-3% gì đó trong cái bán giao giữa Việt Nam với Trung Quốc. Kiếm riêng cho mình riêng, còn lại đó mình có tranh chấp ở trên đất liền nữa. Bây giờ mình có cái tranh chấp ở Biển Đông thì
cái tranh chấp, nó là tranh chấp, rồi người Việt Nam sẽ giải quyết, rồi người Trung Quốc sẽ phải giải quyết thế nào cho nó phù hợp với người Trung Quốc và với người Việt Nam. Đó thôi. Còn thì tôi cũng tin vào cái điều đó. Mình với Campuchia là hàng xóm láng giềng mà, bằng hữu mà. Mình có một thời gian rất là khó khăn với họ hồi sau chiến tranh, hồi sau hồi quốc gia thống nhất. Và mình rất mừng không? Việt Nam mình nói đối với người Campuchia, đối với người Campuchia, với người Lào đó. Việt Nam mình ăn đỏ đàng hoàng lắm, Việt Nam mình biết bán họ hàng xa mua lắm thì gần cùng. Tôi nghĩ người Việt Nam, tôi nghĩ người Campuchia họ hiểu chuyện đó. Tôi nghĩ là ông Hun Manet ông hiểu chuyện này. Tôi nghĩ Hoàng gia Lào họ hiểu chuyện này. Tất cả những cái gì mà chúng mình có được ở trên hiện tại bây giờ, ông Hun Manet ông có cái điều gì ở trên Campuchia đó, tất cả những cái điều đó là nhờ đâu, là nhờ từ đâu mà có, là nhờ những hành động can đảm, quyết liệt và vô vụ lợi của Việt Nam trong cuộc chiến giải phóng Campuchia. Ông biết phải biết cái chuyện đó. Chúng ta biết cái chuyện đó. Và con người ta mà coi vậy chứ cái sự người ta thì bao giờ họ cũng muốn ăn ở đàng hoàng, không có phản bội. Tôi tin rằng cái bang giao, cái bằng hữu giữa Việt Nam với Campuchia thì tôi nghĩ là từ bây giờ trở đi rất là tốt. Đặc biệt là sau khi ông Hun Manet ông lên, ông hiện tại bây giờ Campuchia là một quốc gia thanh bình, bắt đầu thịnh vượng rồi, và họ sẽ sống ở trong, họ sẽ cai trị quốc gia của họ ở một cái để họ giữ thanh bình cho họ, tại vì họ đã trải qua chiến tranh rồi, họ có cái văn minh của họ, họ có cái sức mạnh của họ. Hiện tại bây giờ là Campuchia là coi như là đã trở mình, đã có sức sống rồi, và đã trở mình, đã vươn vai đứng dậy rồi, họ cuộc sống họ phục hồi, kinh tế họ phục hồi, họ bắt đầu họ xây dựng được quốc gia của họ là một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Và tôi nghĩ cái công đó là của người Việt Nam cũng có trong đó rất nhiều. Chào các bạn, tạm biệt.